Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Tiếp tục series về những thủ thuật mẹo nhỏ về Android. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn thay đổi địa chỉ MAC của máy nhé. Các bạn hạn chế được việc bị theo dõi ở trên môi trường mạng Wi-Fi hoặc mạng 4G nha các bạn. Giúp các bạn tránh được những cái phiền toái mà nhà cung cấp mạng hoặc là những cái bên cung cấp khác họ sử dụng cái thói quen đó của bạn để nhằm vào mục đích gọi là kiếm tiền các kiểu các bạn ạ. Không kiểu các bạn đang lướt Facebook tự nhiên thấy hiện một cái gì đó lên trước ngay trước mặt, các bạn thấy nó khó chịu không? Vào trên trình duyệt tìm kiếm, sau đó một vài phút sau các bạn lướt Facebook là nó thấy nó xuất hiện ở trên Facebook rồi. Đặt cho mình tại đây này, các bạn click vào mục Wi-Fi. Mình cũng xin nói luôn cái cách làm này chỉ áp dụng với điện thoại sở hữu Android 10. Tóm lại là điện thoại nào mà sử dụng Android 10 đổ lên. Ở đây mình đang dùng là Note 9S của Xiaomi và đang chạy hệ điều hành Android 10. Rồi các bạn sau khi vào mạng Wi-Fi nhé, các bạn click vào chỗ mũi tên bên phải này nhé. Rồi nó sẽ ra đây thông tin về công nghệ Wi-Fi này, tốc độ liên kết này, địa chỉ IP này, rồi cổng các kiểu nhé. Các bạn kéo xuống dưới này, tại cái mục cài đặt này, cài đặt IP này. Các bạn nếu mà máy của các bạn đang ở chỗ chế độ là tĩnh nhá, IP tĩnh là nó sẽ là một cái IP không bao giờ thay đổi. Còn DHCP là nó sẽ tự động thay đổi mỗi khi các bạn khởi động vào Wi-Fi nhé. Rồi các bạn chọn cho mình là DHCP. Tiếp theo này, quyền riêng tư này, tại quyền riêng tư các bạn click vào nhé. Bây giờ nó đang sử dụng MAC của thiết bị, nghĩa là ở trên máy này có một địa chỉ MAC nhất định đấy thôi, và nó sẽ sử dụng đi sử dụng lại và không bao giờ thay đổi. Các bạn hãy chọn cho mình là sử dụng MAC ngẫu nhiên này để nó có thể thay đổi liên tục mỗi khi các bạn truy cập mạng nhé. Sau khi đi làm xong các bước ở dưới này thì các bạn bấm vào cái dấu tích đen ở trên cùng bên phải nhé. Đây rồi, lúc này mạng của các bạn sẽ tự động khởi động lại nhé. Sau khi khởi động lại là địa chỉ MAC của các bạn sẽ được thay đổi nhé. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách thay đổi địa chỉ MAC của điện thoại một cách ngẫu nhiên, giúp các bạn tránh được những cái phiền toái không cần thiết. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích, hãy để lại cho mình một lượt like, share hoặc là đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của mình.